Cả một đống đồ như thế này mà có trên dưới 2 triệu này các bạn này. Wow. Việc đi chợ giúp các bạn nhá. Đây là những cái dụng cụ rất là cần thiết trong gia đình chúng ta. Và đặc biệt là có cái thùng đồ này nó thể chứa hết được cái đống này các bạn. Hôm nay thì Việt đóng thành một cái combo trong một cái thùng dụng cụ như thế này. Ocean. Cái thùng này có kích thước là chiều rộng là 420 các bạn. Chiều cao khoảng 200 và chiều sâu của nó thì nó khoảng 230 các bạn. Thì trong này Việt đã lựa ra những cái món đồ rất là cần thiết trong gia đình rồi. Thì đối với nhu cầu trong gia đình ấy thì đồ đạc của chúng ta mỗi lần chúng ta sửa chữa có một cái thùng đồ nghề như thế này thì nó rất là tiện lợi để chúng ta có thể dễ dàng tìm đồ đạc cũng như cất giữ nó không bị thất lạc hoặc là nó bị hỏng, bởi vì cái thùng này nó thùng nhựa kín các bạn. Hai bên đều có hai nắp để chúng ta để khay vít hoặc là mũi khoan tiện dụng cho chúng ta tìm đồ đạc. Và giữa nó thì nó có một cái quai xách đây để chúng ta có thể xách đồ dễ dàng. Đây là các thông số chi tiết của cái thùng này, ở phía bên trong của nó các bạn nhìn thấy. Bây giờ Việt sẽ mở ra cho các bạn là những món đồ mà Việt đã lựa cho các bạn này. Khi chúng ta tháo ra, chúng ta chỉ cần móc hai cái lẫy bản lề này lên và nắp thùng đồ sẽ được mở ra các bạn. Đây là phía bên trong của nó. Bên trong thì nó chia làm hai tầng, có một khay ở trên. Khay này thì cũng được chia bởi các cái ngăn các bạn. Các cái ngăn. Chia bởi các ngăn thì chúng ta phân chia dụng cụ theo cái nhu cầu của mình. Thì Việt giới thiệu các bạn những cái món đồ rất là quan trọng và cần thiết trong gia đình. Ví dụ như chúng ta cần phải có một cái kìm cắt này các bạn này. Thì những cái đồ Việt lựa ở đây ấy là cũng toàn những cái dòng gọi là cao cấp của Tosun thôi. Dùng ở gia đình thì chúng ta không nên tiết kiệm quá, bởi vì là Việt làm phân phối chính hãng nên là mục tiêu là đưa trực tiếp những sản phẩm từ nhà máy đến tay người tiêu dùng với cái giá tốt nhất có thể. Thì trong dòng kìm Tosun này chẳng hạn, tất cả những dòng sản phẩm Tosun thì nó có, ví dụ kìm này chẳng hạn có 5-6 loại cơ. Thì Việt đã lựa ra những cái loại phù hợp nhất cho mọi người. Thì đây là một chiếc kìm cắt nhé. Một chiếc kìm cắt. Cái này cũng rất là cần thiết các bạn. Cái kìm cắt này thì là giá nó là 90.000. Chúng ta có một món đồ này. Cái thước là thứ hai này. Cái thước mét. Đây là thước 5 mét các bạn nhé. Thước 5 mét. Cái thước này về rộng 19mm và cái lớp sơn mờ rất là đẹp. Một cái thước góc thì Việt nghĩ là nó sẽ rất là cần thiết cho mọi người. Cái này là 60.000 này. Nếu như các bạn lấy thùng đồ này thì sẽ tặng kèm cho mọi người cái cuộn băng băng tan này, cái cao su non để chúng ta cuốn ống nước ấy. Mỗi lần chúng ta đi mua cái này cũng rất là mệt người, mất công mất việc. Cuộn băng dính điện. Tạm thời cái khoa này mình cứ gác tạm sang một bên đó các bạn nhé. Một cái bộ găng tay chống cắt các bạn. Cái này là rất là quan trọng. Mình sẽ làm cái video test cái chống cắt này vào ngày mai cho mọi người xem. Nó có một cái lớp rất là đặc biệt, HPEPU này. Những cái vật sắc nhọn như các cái lưỡi dao hoặc là cái kính chẳng hạn thì cái này là nó chống cắt được thoải mái luôn. Cái dây rút này thì các bạn chắc cũng biết rồi đúng không ạ? Đó. Cái dây rút này thì giúp chúng ta buộc các cái dây điện ở nhà hoặc là chúng ta cần buộc cái gì ấy, thì cái này nó rất là tiện dụng. Cái này là dài 20cm. Ở video trước Việt làm cũng đã nói về nó rồi. Có 100 sợi. Chúng ta cần một cái nhỏ hơn để chúng ta buộc những, ví dụ những các cái dây nguồn, dây nhiếc, những cái chỗ nó cần cái nhỏ hơn thì chúng ta buộc những cái dây nhỏ hơn. Cái túi này thì 100 sợi nó chỉ có 12.000 đấy các bạn. Tất nhiên ở trong gia đình thì cái đục gỗ này thì nó cũng không có quá cần thiết lắm. Thế nhưng mà mỗi lần mà khi chúng ta cần phải xử lý làm một cái gì ấy thì nó không có thì trở nên rất là khó khăn. Đó, chúng ta không thể xử lý được. Thì cái này nó, bộ đục này 3 chiếc nó giá 145.000 các bạn. Đục này thì toàn bộ nó đục thép CRV, video trước mình cũng nói rồi. Cái cán chuôi đục này đến tận đây nó đều là sắt hết. Đó, cho nên chúng ta có thể dùng búa gỗ cao su hay là sắt chúng ta gõ không sợ ảnh hưởng đến cái đục. Nó không như cái đục của Việt Nam mà chúng ta mua. Rất là tốt và rất là chắc chắn. Cái thép này các bạn này, cái lưỡi đục này nó dày khoảng độ tầm 8mm chiều dày ấy các bạn. Nó rất là dày. Đục này, bộ đục này là kích thước của đục này là 13 này, 19 và 25mm. Một cái kìm các bạn. Một cái kìm điện. Đó. Kìm này 82.000. Đây, một cái dao dọc giấy các bạn. Thì chúng ta nên có một cái hộp lưỡi này. Bởi vì hộp lưỡi này có 15.000 thôi.
các bạn đi xe máy đi mua, đi ra ngoài đi mua thì có khi là cũng mất từng đấy tiền xăng rồi. Một cái bút thử điện trong gia đình thì không thể thiếu được rồi, 18 ngàn các bạn, rất là đẹp. Bởi vì hàng Tosun nó là hàng tiêu chuẩn xuất đi các thị trường châu Âu. Đây các bạn nhìn thì có thể nhìn thấy cái chữ CE này các bạn. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái chữ CE này. Đó. Đó là cái sản phẩm đủ điều kiện tiêu chuẩn xuất đi thị trường châu Âu. Cho nên tất cả những cái nó đều có khuy móc để bên châu Âu người ta bán, người ta treo trong siêu thị. Và đương nhiên rồi, không thể thiếu một cái búa trong nhà là không thể thiếu được rồi. Cái búa này cán nó bên trong là sợi thủy tinh và một loại nhựa rất là đặc biệt. Chuôi cầm nó có cao su. Đấy, để chúng ta cầm chắc, cầm nắm nó chắc hơn. Và nó thiết kế những cái lỗ ở đây để chúng ta khi đóng này, gõ này thì nó giảm rung cái lực tác động động lên tay của chúng ta. Rất là tuyệt. Cái búa này có 90 ngàn đấy các bạn. Đấy. Và một cái kìm này các bạn này. Cái kìm tuốt dây này mình nghĩ là trong gia đình chúng ta nên có cái này. Thì cái kìm tuốt dây này nó rất là cần thiết các bạn. Ở cái kìm tuốt dây này các bạn này, nó có các cái lỗ sai kích thước. Đó, thì tùy vào cái mà chúng ta cần cắt, cần tuốt thì chúng ta đặt các cái lỗ dây vào các cái lỗ khác nhau. Thì ở đây nó có cả chỗ để chúng ta cắt dây nữa. Đây thì thử luôn cho các bạn xem. Chúng ta chỉ cần kẹp nó vào là chúng ta tuốt rất là đơn giản. Một sản phẩm này vô cùng đặc biệt. Ở trong gia đình thì mình nghĩ rất là cần thiết. Đó là bộ tháo mở 38 chi tiết của Tosun. Cái này mình đánh giá rất là cao. Ở trong này thì có hầu hết tất cả các mũi của chúng ta, từ mũi lục giác này, mũi bốn cạnh này, mũi hai cạnh này, mũi hoa thị này. Đó, lục giác một hàng này. Rồi là để tháo các cái đầu ốc bu lông khác nhau. Và quan trọng nhất là nó có một cái cần tháo nhanh này các bạn. Đấy. Cần tháo nhanh này, giả sử đây các bạn, ví dụ chúng ta tháo một con bu lông chẳng hạn, đó chúng ta đẩy vào, sau đó như mấy anh thợ sửa xe máy đó, đảo chiều được luôn. Chúng ta vặn khóa cái lại đảo chiều rất là ok. Đặc biệt nó có thêm cái cần nối dài các bạn này. Thì ở những cái con ốc nó vị trí nó sâu ấy, chúng ta cần phải nối dài vào chúng ta mới vặn được ấy. Thì là nó có thêm một cái phụ kiện như này nữa cho chúng ta. Đó. Rất là ok. Còn đây là cái chân mà để chúng ta gắn các cái đầu mũi vít hoa thị hoặc là các cái mũi vít khác ở trong cái khay này. Thế nhưng mà để tối ưu được cái dàn mũi này thì chúng ta nên sử dụng một cái khoan ở trong gia đình chúng ta các bạn. Cũng nên có một cái khoan, nếu như các bạn chưa có khoan rồi thì thôi. Thế còn chúng ta chưa có khoan thì chúng ta nên có một cái khoan các bạn nhé. Chúng ta nên có một cái khoan. Nếu như các bạn có khoan rồi thì các bạn lấy thêm một cái mũi này nữa cho Việt. Và có một cái món đồ nhỏ này nữa này các bạn này. Đây là cái đầu nối dài của ốc vít dành cho khoan. Thì cái này mình nghĩ nó rất là quan trọng, rất là cần thiết. Đây, giả sử đây mình lắp vào cái khoan đây chẳng hạn. Đấy. Để chúng ta nối dài. Chúng ta có thể dùng những con ốc lục giác hoặc là những cái chân vít như này để chúng ta tối ưu nó hơn. Rất là dễ dàng lắp đặt. Rất là dễ dàng. Đó. Cần nối có nam châm này của Tosun, cái này rất là tốt các bạn nhé. Chúng ta mua ở ngoài thị trường rất khó được những cái sản phẩm tốt, và bản thân Việt là thợ cũng đi mua nhiều khi còn phải đành phải chấp nhận ấy. Không mua được đồ tốt. Đó. Cái này nó vừa có nam châm vừa có kẹp. Tháo ra chỉ cần vuốt cái này xong. Và nếu như trong nhà các bạn mà chưa có khoan ấy, thì có hai giải pháp lựa chọn cho các bạn. Một là các bạn dùng cái khoan pin này. Một là chúng ta dùng cái khoan pin, hai là chúng ta dùng khoan điện. Khoan điện thì mình sẽ giới thiệu sau cái khoan pin này cho các bạn. Cái khoan pin này trong video trước mình đã làm test rồi. Thì các bạn có thể xem nó ở phần link mô tả phía dưới. Cái khoan pin này giá của nó là 793 ngàn. Có 18 nấc điều chỉnh các cái lực siết khác nhau. Cái điều chỉnh này để làm gì? Để khi mà chúng ta bắt vít, chúng ta khoan. Một là chúng ta bắt vít này, hai là chúng ta khoan sắt này. Thì khi bắt vít và khoan sắt thì chúng ta tùy những loại vít, thì tùy những loại thép thì chúng ta cần phải khoan tốc độ nó chậm ấy. Thì cái này sẽ giúp chúng ta điều chỉnh tốc độ. Và cái quan trọng nhất nữa là cái khoan này nó có một cái chi tiết rất là đắt tiền. Đó là hệ thống cấp trượt.
Tức là gì? Nó trong này cơ cấu của nó có một cái hệ thống, khi mà chúng ta vặn quá tải thì nó sẽ bảo vệ toàn bộ cái động cơ cũng như cái mũi đầu vít của chúng ta. Đây, các bạn có thể hình dung này. Đó. Tức là cái mũi vít nó sẽ đứng im. Trong này nó sẽ hệ thống nó tự ban. Cái này rất là giá trị. Cái chi tiết này nhiều những cái khoan mấy triệu nó cũng không có đâu các bạn. Đó. Cái khoan này thì rất là ok. Thế còn nếu như chúng ta khoan gỗ thì chúng ta quay sang cái lớp mũi khoan này các bạn. Đó. Quay sang lớp mũi khoan này thôi. Và đây có hai cấp tốc độ nữa các bạn. Pin này được bảo hành 3 tháng này, cái máy bảo hành 6 tháng này. Đấy, sử dụng pin 12V. Cái đầu kẹp mang danh này là 10 mm các bạn nhé. Sử dụng pin lithium 12V, tốc độ của nó từ 400 đến 1400 vòng một phút. Ở video trước mình nói rất rõ về con này rồi. Lực siết của nó là 28 N. Thì 28 N nó tương đương với lực siết là 28 kg các bạn. Đấy, cái khoan này các bạn lấy thì nó sẽ được đóng trong một cái hộp như này. Nó có một chiếc khoan và một cái sạc các bạn nhé. Nhưng cái khoan này thì nó lại không có khả năng khoan tường. Nó chỉ khoan gỗ, khoan thép, khoan gỗ, khoan kim loại và bắt vít. Thì cái này rất là tuyệt vời. Nếu như mà các bạn có nhu cầu cần phải khoan tường thì đây là một chiếc khoan gọi là đa di năng nhất trong gia đình cho các bạn, với công suất là 500W. Đó. Chuyển sang nước búa chúng ta có thể khoan tường được. Còn bên này là nước khoan. Ở cái khoan này đây là hệ thống công tắc đảo chiều chuyển động hai bên. Đó. Và đặc biệt rất là hay, con khoan này nó có một cái rất là giá trị đáng tiền. Đây là nút điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh các cấp tốc độ, nó tương đương như cái khoan kia, nó có cấp tốc độ khác nhau các bạn. Đó. Và nó có thêm một cái nút khóa này, khi mà chúng ta ví dụ cần khoan gì lâu ấy chẳng hạn, bóp vào đây chúng ta ấn này, đó, đó nhả, bóp, ấn này thì khoan nó sẽ chạy, rất là ok. Thì cái khoan này này các bạn này, khoan này thì nó rẻ hơn, nó chỉ có 596 ngàn thôi, đó, 596 ngàn. Thì nếu như các bạn không lấy cái khoan này thì một đống như thế này chẳng hạn, một đống này nó chỉ khoảng gần 2 triệu này. Thì nó đủ tất cả nhu cầu của gia đình cho mình. Cái khoan này nó có thể khoan thép với mũi tối đa là 13 mm các bạn nhé. Khoan tường cũng vậy, 13 mm. Ở dưới này khoan gỗ maximum là 25 mm. Dòng Tosun này nhiều bạn cũng không biết đâu. Thế nhưng các bạn chỉ cần nhìn thấy chữ GS này. Chữ GS đây. GS này nó là một cái tiêu chuẩn rất là cao của Đức ấy các bạn. Về an toàn của Đức đặt ra. Cái sản phẩm của Tosun nó xuất xuất châu Âu mà, cho nên nó phải đạt tất cả những cái tiêu chí. Như vậy là Việt đã lựa cho các bạn những cái món đồ cần thiết nhất trong gia đình để chúng ta có thể là chủ động sửa chữa những cái hỏng hóc mà khi chúng ta không muốn gọi thợ hoặc chúng ta muốn tự làm chẳng hạn. Cái thứ hai nữa là nó được sắp xếp ngăn nắp trong một chiếc hộp dụng cụ rất là tuyệt vời như thế này. Cách thức mua hàng thì các bạn chỉ cần để lại số điện thoại ở dưới thôi, phần comment, sau đó thì Việt sẽ alo. Hoặc các bạn có thể Zalo hoặc call trực tiếp cho Việt theo số 0888 120063. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hãy nhớ đăng ký, subscribe, chia sẻ giúp Việt nhé. Thân ái, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye.